Nam xin chào cả nhà nha. Tối nay ở ngoài trời lạnh quá bà con ơi, mưa gió nên thèm ăn cháo gà nha. Thì ở đây Lan có chuẩn bị một con gà. Gà này thịt nó cũng ngon lắm bà con, nó là Fijian chicken nè. Fijian chicken nên thịt nó dai ngon lắm chứ không có giống như gà công nghiệp nha, ngon hơn. Với Lan có mua nửa ký hình như là 600 gram mề với gan. Bắp cải, ở đây Lan vo gạo rồi. Nấu chung với đậu xanh. Nấu cháo đậu xanh ăn, mời cả nhà vào bếp với Lan trộn gỏi gà nấu cháo đậu xanh. Món ăn đơn giản nha bà con, mời cả nhà. Giờ Lan để dầu vô mình là rang gạo nha bà con. Lan bỏ củ hành vô. Rồi bây giờ Lan để gạo vô nha. Mình rang lên cho nó ráo gạo rồi. Mình rang gạo nó hơi xanh gì được rồi nha bà con. Bây giờ Lan bỏ nó vô cái nồi cháo nha. Gạo vô. Đổ gạo vô nha. Đó. Rồi bây giờ Lan bỏ đậu xanh vô luôn nha. Bỏ đậu xanh vô nấu luôn. Nó sôi lên Lan hớt bọt sơ cái nha. Đó. Gà Lan rửa Lan chẻ làm đôi Lan luộc nó bà con. Nấu món cháo đó. Cháo đó, đó. Rồi bây giờ Lan nêm nếm vô nha bà con cho gà nó ngon. Một miếng muối. Một miếng bột ngọt. Muỗng đường. Nó sôi lên mình hớt bọt nha. Cái con gà này nó mập quá, mình luộc có 20 phút nha bà con, chứ luộc quá thì nó cũng hết hết ngọt, nó không còn ngon nữa nha. Rồi bây giờ Lan hớt bọt nha, nó có bọt mình hớt đó. Nói chung ở quê á, ưa nấu cháo đậu xanh lắm bà con. Không biết ở Sài Gòn đồ sao thì Lan không biết nha, quê ưa nấu lắm. Rồi cái gan với mề này Lan trụng sơ rồi nha. Bây giờ Lan để nó vô. Mình thả nó vô. Tại mình thả trực tiếp vô nó bị đen bà con, tại nhiều quá. Ở Việt Nam thì thí dụ con gà có cái lá gan nè, với một cái mề thôi. Còn đây quá trời mua nhiều luôn nè. Cả chục cái lá gan mề nó tùm lum hết nên phải trụng trước. Đây rồi nè. Để đây nấu từ từ đi ha. Lan đi làm gỏi. Bào bắp cải đang làm gỏi. Chắc Lan làm nhiều thôi bà con, không nhiều nữa nha. Giờ Lan bào cà rốt vô nha. Đó. Cho nó có màu đẹp một chút xíu bà con. Không có gỏi thì cũng ngon, chút xíu gỏi. Ít thôi. Xong. Lan sắc củ hành nha, chút xíu nữa mình ngâm dăm. Chút xíu muối nha bà con, chút xíu đường, giấm, miếng nước, trộn lên, đổ gỏi vô, giấm đường vô nha bà con, mình trộn trước ở đây. Đừng có bóp nó, bà con bóp nó mau mềm lắm, đừng có bóp nó.
mình chỉ trộn nó sơ sơ vậy thôi. Được rồi, bà con tập nổ để đây cho nó ráo nha. Để bây giờ lan xôn đó cơ, cái con gà nó chín vô nha bà con. Vô cái ức á, ức mập quá mà coi nó có chảy máu không, chắc chín rồi bà con ơi. Ủa, chín rồi, bây giờ làm vớt nó ra nha. Rồi nồi cháo được rồi nha bà con, nó tắt lửa nha. Xin chào cả nhà. Tối nay Lan đã chuẩn bị xong cháo gà nha bà con. Trộn gỏi cháo gà ăn. Cháo gà Lan nấu là cháo đậu xanh. Cái món này hồi xưa ở Việt Nam bà ngoại Lan ưa nấu cho Lan ăn nè. Nấu cháo gà với đậu xanh rất là ngon nha. Mời cả nhà ăn với Lan và anh Liêm. Mời cả nhà. Màn một cảnh một, mời cả nhà ăn cháo gà. Mời cả nhà ăn cháo gà. Cháo có hai là vợ chồng Lan. Tại ở xứ Lan á, ưa bà ngoại nhỏ ưa nấu cho ăn vậy đó, cháo gà đậu xanh. Thất bại rồi. Ổng không, nãy giờ lần đầu tiên không có ăn. Tại mình thì ăn hoài mà anh Liêm này không có ăn. Mình thì biết cái món này. Mời cả nhà ăn cháo đậu xanh với gỏi gà. Rồi, tôi để cái chén nước mắm vô đây luôn đi. Gà chí yêu. Đây. Cháu nội ngủ rồi, nó không ăn rồi. Đâu rồi, mai lộ đâu kêu nó đây. Thôi. Mập quá. Trời, bánh lăn ngon lắm nè bà con. Bốn cái ở Úc mà ở khâu nó sale á. Không có phải, hình như nó bán lúc nào vậy, bốn mà hai một hộp, một hộp có hai cái, hai hộp có năm bạc à. Giờ ngon không? Mất công làm chi cực khổ. Mua ăn chưa làm chi chắc được bà con. Làm không ngon bằng ta đâu. Thắng cái nước màu là thức. Rồi mà cái nhà cháu. Rồi hôm nay về hay trễ đi mua đồ cho mấy đứa. Rồi. Ủa nó đâu ta? Cháu ơi. Làm. Cháu mấy... nội ơi. Ủa sao nằm đó làm thinh luôn rồi, giận rồi kìa. Ăn không? Come here. Ăn không là nội biểu kìa. Lại cho nội cho ăn gà nữa, là bà nó cho nó ăn rồi. Nó ăn rồi. Nó no, nó no, nó không có lời, nó ngộ lắm. Nó đủ rồi, thôi đây còn trái ớt nữa nè anh. Để. Dụ gì chứ ớt nó dư giả lắm đó. Đó. Này cay nha. Ngon quá. Mời bà con. Anh nhúng vô cho, anh sợ nguội, anh nhúng vô trong cháo đi. Đủ rồi. Mời cả nhà ăn gỏi với Lan nha. Gan. Bỏ nó gấp vừa ra lại. Rồi. Quên cá, bỏ xương. Tại Lan không trộn vô chung á, trộn vô chung mà mình ăn không hết nè, mơ gà nó ngon mà. Để ngoài có gì ăn không hết á. Thì mình để cho nồi cháo mình ăn. Cái gà này nó ngon hơn gà công nghiệp nhiều. Việt Nam nói gà chạy bộ. Ừ. Xưa đậu xanh không có nấu chè ăn nữa. À, em ăn hồi nhỏ vậy đó. Mà qua đây cái làm như cũng quên, bữa nay nhớ nấu lại cho bà con chứ. Hồi nhỏ là bà ngoại nấu cho ăn vậy đó. Ở đây rồi, rất có nếp và có ăn. Có đậu xanh rồi, lên gói bánh rồi. Mà nhà em hồi đó bà ngoại không ăn thịt vịt nha. Mới ngày ở dưới ăn, muốn ăn cháo vịt đi ra chợ ăn, chứ bà ngoại ở nhà không có ăn thịt vịt. Đã không biết không? Dưới vịt gà rồi. Ăn gà, sống ăn vịt.
rồi hứa. Ở trưa mình dưới tới người ta nuôi người ta canh nó cũng như nhà nào có cúng cơm hay là hỏi gì đó là người ta canh vịt với gà tới đó là người ta bắt vô người ta làm không ít có mua 8:30 tối giờ đợi ông ăn ông ghé nhà mấy đứa em mình nữa ghé ông đưa đồ đưa đạc để ngồi chơi mà có mượn không mua lộ ngồi đâu ngồi không ngồi hả tối hồi nãy lần nghi nghe giờ điện thoại kêu gọi con đâu rồi bên bản này kêu là mong đi về lẹ tụi nó bụng nó chết mà bó tài cha con mới còn ta ăn rồi hết đi ngủ hết trơn luôn rồi đó tính đi 8:30 tối mình mới ăn 8:30 đỡ hồi đó là mẹ bữa 10 giờ chưa ăn ăn gà ăn lắm mà nó ăn nhờ. Tối có ăn nhà hàng chưa rồi chạy ngang nhà hàng ăn luôn nãy giờ mà nó còn nóng quá trời anh bỏ vô ghép vô. Ví dụ mà muốn nóng bỏ này vô cái bỏ vô nó nóng trời nó cháo vô nóng không mà có đậu xanh béo ngon phải không béo ngon chứ hả nóng cháo có đậu xanh ngon lắm mà còn béo ngon lắm. Ngon thôi em mặn nè mời bà con ăn bánh lăng nha đã ít mà vậy mà tối là ăn bánh ngọt ngọt á ăn lặt vặt á mới mà không cái này cũng không ngọt gì mấy bánh lăng này ở đằng Khâu chỗ này làm ngon là tiện Khâu quá ngon mà ăn lặt vặt á mới mặt không đói không được nhìn đói buồn á mời bà con đói buồn lắm định nhịn đói nghèo khổ gì mà nhịn đói ta thấy có mấy người ta ăn ta bỏ nước đá vô nữa ăn thấy ngộ quá à. Ở đây ăn gì thôi à bỏ nước đá vô lạch nách à ta làm mịn ngon chứ sợ luôn gà em mua thêm nữa không ờ em mua thêm nửa ký không gà gà ăn chứ mề mà nãy giờ đó bụng đợi ông tôi ăn mề hết nên còn có mấy miếng bó tay chứ nãy giờ tôi ăn dụng trước rồi ai ngồi đó đợi đói không cho nên về thấy mề hết rồi phải không dễ thôi quá nhiều bữa nào ngủ anh đi ăn nhà hàng Nhật bữa anh ăn thèm vậy hả rồi gần ba chén nghe mừng quá tôi đi rửa chén đi ngủ tôi buồn ngủ quá trời gần ba chén đóng thịt đủ miếng cuối cùng bà con ba con mình đổ gút lên lậu ngủ hết trơn rồi giờ này hai chồng còn hỏi để ăn cơm bỏ tay luôn anh gọi đi bye bye bà con đi rửa chén nè ế nấu cho ăn cũng hết bà con ơi không cách nào hai chồng ăn hết thấy gì chứ anh cũng có nhiều còn nữa. Ăn sao hết con gà gỗi con gà bự con gà hơi bự bự nữa không lắm nữa sớm sớm quá mai giờ này tối quá sớm ăn là nhậu rồi hết ơi ngon quá bà con ơi mà tại vì nó nhiều quá mình ăn không hết nói chứ ăn cái bụng mình cũng có giới hạn thôi thôi tới đây Lan xin kết thúc phim cảm ơn bà con bỏ thì giờ ra coi video của Lan nha thì nói chung ăn gì cũng có nhiêu tiền con gà cũng có 10 mấy bạc à nó mười chưa tới 20 bạc nữa thôi tới đây Lan xin chào cả nhà bye bye bà con cái này là mời ăn tiếp nữa rồi nè bye bye xin chào cả nhà cảm ơn bà con nha bye 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 bấm 2 like bà con please chào bye cả bye. Nhà hẹn gặp lại xin tới rồi thank you bà con coi phim của Lan nha cảm ơn rất nhiều rồi, bye